Đây, nhìn cái chân của chúng nó là hôm nay ok rồi. Về cái chân là hôm nay là coi như là đã ok. Còn cái tai thì cũng thế, người ngợm thì gọi là nhìn khá khẩm hơn một tí. Đây. Đấy, thế hai đứa ở yên đây nhá, để anh vào anh lấy cái cân cân thử xem là hai đứa thế này được bao nhiêu cân. Xem hai đứa thế này được bao nhiêu cân nào. Rồi ạ. Cái cổ chân này. Nhìn cái cổ chân này, chân yếu này. Đây nha, để đúng một tuần nữa mình sẽ quay lại video hai con chó con này. Đây hôm nay là quay video nó là hôm nay chân của nó này, nhìn nó đứng này, nhìn cái chân này nhá. Mới đón về hai hôm là cho nó ăn canxi hai hôm là nó cũng đã cải thiện được một tí rồi đấy. Hôm đầu về thì chân yếu hơn. Nhà đây, nhìn cái chân này một đúng một tuần nữa, hôm nay là ngày 24. 6 ngày nữa, coi như là ngày 30 mình sẽ quay lại hai con này. Đây mà. Chân của nó nhìn thấy cái chân của nó nhá. À, xích đây, xích hẳn đây. Đấy. Chân của con này hôm nay là ok rồi này. Chân con này là coi như là hoàn toàn khỏe rồi này. Con này là cũng gần như là hồi phục coi như 90%, con bé này là coi như 90%. Đây. Đây là cho cái canxi này. Đây. À, đấy, đây nhìn cái chân của con bé đây. 90% rồi. Con to thì cái chân coi như hồi hoàn toàn rồi. Con to này là nó lúc đầu nó cái chân của nó cũng khỏe hơn là con bé lúc đầu cái chân nó yếu hơn, nhưng hồi phục như thế này là coi như là sau một tuần là cái chân nó đã gần như nó khỏe lại hoàn toàn rồi đó. Để vào lấy cân cân thử nhá, hai đứa ở yên đấy nhá, ở yên đấy chờ. Vào móc. Đâu rồi? Con này nó hút mõm nó vào đâu mà nó lại đang bị lấm mõm rồi đấy. Năm chín. Gần 65. 6 cân. 65, đúng 65 luôn. Cái này là 6 cân. Không thay đổi gì. À thằng này lên thằng này 7 cân rồi. Thằng này hơn 7 cân. Thằng này coi như là hơn 6 cân. Coi như hơn 6 cân, coi như 6 cân rưỡi. Không, trèo leo đấy. Coi như là thằng to là được 7 cân. Thằng bé này thì được hơn 6 cân tí. Chưa ăn. Bụng còn đang gói nguyên này. Chưa đến giờ ăn tối. Nạt hai đứa qua mặt đây. Lùi lại. Quay hai con cái cho mọi người xem. Hai con cái con. Tối rồi. Màu nó xám xịt, không hiểu sao mà sau cái máy này nó màu nó xám xịt này.